là 5.000 anh em. Đấy. Anh em cứ gần hoàn thành bức tranh. Nhưng mà hôm nay ốm quá hay là về trước thì quay trước. Bức tranh 3D. Quán trà sữa gần xong, chưa xong thật, về cơ bản là gần xong. Ba đêm đây chỉ 2D rưỡi thôi, chưa được 3D lắm. Con gái này mà bỏ ra thịt chắc ăn được mấy ngày. Chắc phải được tháng, có thể tấn thịt chứ nhỉ. Chào mọi người. Nắng quá không làm nào được. Kiếm tiền khổ lắm. Vì tiền mà nắng này vẫn phải làm đây.
Chơi quả mũ này cực kỳ mát nhá. Chói nhỉ. Đi luôn. Chào mọi người nhá. Đang tất bật hoàn thiện công trình quán cà phê. Đấy, đây là thôi, đây quay rồi. Đang xử lý nốt bước này. Nó ở cái giếng trời. Ở cái giếng trời cho nên là thiết kế một cái bức này thác chảy rất là kinh khủng. Hơi vướng. Cảm ơn anh Toán nhé. Đấy, đang tiếp tục hoàn thiện chỗ trời cho nó xong. Còn dưới này đến mai làm tiếp. Dưới này, dưới này thì nó thác nó chảy xuống đây, rồi chảy xuống bãi dưới kia rồi. Cho mọi người xem cận cảnh một chút. Dưới này xong là vẽ một cái hồ ở dưới này. Đấy. Của cái động hết ở đây. Dưới cái dòng thác to như này thì mọi người phải biết là cái lưu lượng nước của nó như thế nào rồi. Ở chỗ này là cái chỗ cầu thang, làm sao lau đồ được ở Việt. Đấy. Chỗ kia sẽ là dưới chân thác này sẽ là có một cái hồ. Đấy. Của cái chảy từ ở trong cái ra có bao nhiêu chảy ra là đổ hết vào đấy, tích vào đấy. Thế là gia chủ không bao giờ lo là đói ăn nữa. Làm gì cũng thuận lợi. Đấy. Bước này là em tự sáng tác nhé. Không có trong chưa không động chạm đến bản quyền của ai đâu. Cảm ơn chị Hồng nhé. Em đang vẽ chưa xong. Trời ngoài này đang mưa rất là to, bây giờ còn không về được đây. Trời trong xanh, mắt long lanh. Trời nóng quá nên là
mặc cái áo của đoàn thanh niên nó nóng không chịu được, phải cởi ra để mặc cặp dè để vẽ đây. Thế cho nên là mọi người nó hơi sexy một tí, mọi người thông cảm nhé. Ok chị nhé, mai xong em đăng cho.
Lấy nhầm giống của vợ, đúng rồi. Sứ kỳ hình này. Đấy, đã bảo là nó nóng quá lại còn. Chào đấy, nghỉ nghe mày. Sắp nghỉ rồi. Cơ bản thôi. Chỗ này nó bị chói quá, không nhìn thấy rõ. Cóc xê của vợ. Vĩ được ấy. Anh ấy ra đây ngồi chơi anh ấy. Đây đi. Đang ở nhà Hải mà. Mưa có tạnh đâu. Làm cố Nguyệt ạ. Cho nó xong. Nó chói quá. Cái bóng của mình nó sáng quá. Nhìn nó chói. Không nhìn rõ cái chỗ mây kia đâu. Cảm ơn Hảo nhé. Ở nhà anh Hải ra quảng trường chơi đi. Chưa về đâu. Xử lý nốt xong thì về một thể. Quán ấy, nó ở quán mà, ở quảng trường mà. Chỗ nói anh ra ấy. Ra đây tiện đường mua cho cái gì vào đây ăn nhé. Nước đâu không cần mua gì ăn đâu, anh ạ.
Chị Hường, chị bán tranh cho ai được á? Chị nói thế, có thế có việc đâu. Đúng rồi anh Nghĩa ơi. To lắm. Thôi tạm thời bên trên như thế là dỡ này để làm bên dưới nhé. Chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Lâu quá rồi. Cho mọi người đến gần một chút nữa. Đấy. Cơ bản rồi. Bên trên là cơ bản rồi. Giờ xuống bên dưới. Cảm ơn Hương nha. Anh vẽ tranh có hồn quá. Nhé, bước này mất từ 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 là đi 10 tầm tầm 1 2 giờ trưa gì đến bây giờ mới được bằng này đấy. Đây nó ở cái chỗ giếng trời, cái chỗ này là cái chỗ thang máy để dành chờ thang máy. Thôi nha, thế thôi, chào mọi người nha.